Vâng, Xuất Tuấn Lan lại gửi lời chào và kính chúc toàn thể các bác anh em đi săn ong. Thì bây giờ đang đến mùa săn bắt ong của năm 2023 rồi anh em nhá. Đấy, có một số nơi các bác đang đi bắt rồi. Đấy, thì hôm nay em tiếp tục giới thiệu đến các bác cái bộ quần áo bắt ong rừng, vải bò, vải bố, hàng của Trung Quốc anh em nhá, hàng nhập khẩu Trung Quốc, mẫu mới nhất của năm 2023, được anh em tin tưởng và sử dụng mua khá là nhiều. Bộ này rất là an toàn, nặng hơn 3 cân anh em nhá, nặng 3 cân. Và anh em có thể bắt được tất cả các loại ong, ong dưới đất, ong bò vẽ, ong khoái, ong mật, ong trên cây, ong bắp cải, bắp chuối đều bắt được hết luôn nhá. Như thấy trên hình đây. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu chi tiết hàng tiếp tục về giới thiệu đến các bác anh em nhá. Bên em có hai size cơ bản, size 1m8 và 1m9 các bác nhá. Đấy, ủng là ủng 43. Đấy, hàng Trung Quốc nó chỉ có một cái ủng size 43 thôi. Đấy, các bác cứ cho em xin chiều cao, cân nặng là em gửi đúng size. Đấy, bộ này thì các bác dưới 1m7 thì là mặc size 1m8 anh nhá, là mặc vừa. Thế còn các bác trên 1m7 thì là lấy một size 1m9 các bác nhá. Đấy, tùy theo các bác lựa chọn. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu chi tiết và báo giá công khai luôn để anh em cân đối tài chính và tham khảo mua cho mình một chiếc bộ quần áo bắt ong rừng, vải bò, vải bố anh em nhá. Bên em thì cung cấp tất cả các mẫu quần áo bắt ong rừng đấy, hay là guốc trèo cây, dây đai bảo hiểm, ống nhòm săn ong đầy đủ hết không nhá. Các bác mua sản phẩm nào thì alo trực tiếp bên em sẽ tư vấn cho anh em. Như bác thấy một cái bộ quần áo bắt ong rừng, vải bò, vải bố năm 2023 này là nó sẽ có một cái kính mặt nạ anh em nhá. Đây mặt nạ đây, mặt nạ ở đằng trước mặt này. Đấy, tấm kính mặt nạ rất là to. Đấy. Chống ong đái là nó sẽ một cái kính dày anh em nhá, kính dày và một cái quạt thông gió ở chỗ mũi này không nhá, chỗ mũi này. Quạt 5V. Và cái này thì nó sẽ có hai ô thoáng hai bên tai và một cái ô thoáng đằng sau lưng anh em nhá. Đấy đây. Bộ này thì nó có một cái tấm dán to ở đây anh em nhá, tấm dán to. Đấy, và trong nó sẽ có khóa anh em nhá. Khóa là khóa to để anh em đi bắt ong rất là an toàn luôn các nhá. Đấy đây. Tay em cầm điện thoại em quay cho các bác luôn anh em nhá. Đấy. Thì đây nó sẽ có một tấm khóa to đây rồi nha nhá. Đấy. Dán rất là chắc chắn anh em nhá. Đấy. Đây. Khóa to này. Và như bác thấy là nó sẽ liền ủng liền găng tay cũng nhá, liền ủng liền găng tay nên là kín trọn gói luôn anh em nhá. Đấy. Và bên này nó sẽ có một cái túi để các bác đựng đồ anh em nhá. Đấy, tấm dán này. Và trong này thì nó sẽ may cho các bác là một cái lưới, túi lưới để anh em có thể đựng quạt. Đấy. Và ở đầu bên này các bác nhá, là nó có một cái túi để các bác đựng pin dự phòng anh em nhá, đựng pin dự phòng. Và trong này thì nó sẽ có một cái đầu USB để các bác cắm cắm vào cái quả pin dự phòng anh em nhá. Đấy, nối với dây quạt anh em nhá. Đấy, em để ở đây. Đấy, như bác thấy là nó đầy đủ phụ kiện anh em nhá. Và tiếp theo như bác thấy là đằng sau lưng này, đằng sau gáy này có hai ô thoáng nhá, một cái để các bác lắp quạt này, một cái để ô thoáng này và một cái ô thoáng to đằng sau nữa này anh em nhá. Đấy, mẫu này thì găng tay của nó găng tay màu cam, màu cao su. Đấy, để anh em trèo cây rất là an toàn luôn nhá. Đấy, bộ này thì bên em đang thông báo với giá là 1.500.000 đồng, bao ship toàn quốc, nhận hàng anh em được quyền kiểm tra hàng đúng sản phẩm, các bác thanh toán tiền. Đấy. Ngoài ra thì bên em còn cung cấp cả những guốc trèo cây, dây đai bảo hiểm hay là ống nhòm săn ong đầy đủ hết các nhá. Đấy. Bên em sẽ ship hàng toàn quốc, nhận hàng anh em kiểm tra thoải mái, ok thanh toán tiền, không phải cọc cạch gì nhá, đảm bảo các bác là bắt được tất cả các loại ong luôn. Bộ này bằng vải bò, vải bố anh em nhá, nó cũng rất là dày anh em nhá. Đấy, ong không thể xiên được. Đấy. Mà bộ này mặc thì rất là bền đúng nhá. Đấy, bộ rất là bền, anh em có thể sử dụng khoảng 5 năm cho đến 7 năm rồi nhá. Đấy, tùy theo các bác sử dụng. Hàng này thì các bác có thể giặt thoải mái, không vấn đề gì anh em nhá. Đấy, số lượng hôm nay về rất là nhiều. Đấy, một cái video rất là ngắn thôi, em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Các bác xem video thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ anh em bạn bè cũng biết ạ. Xin chào, tạm biệt các bác.